Mời quý khán thính giả theo dõi bản tin lực lượng công chức liên bang được dự đoán giảm bớt qua tới năm 2022. Theo dự đoán của Phòng Thống kê Lao động HBLS, lực lượng công chức liên bang sẽ giảm bớt khoảng 13% trong vòng 9 năm sắp tới. Bản báo cáo việc làm mới nhất của cơ quan BLS cho biết số công chức liên bang bao gồm quân đội và dịch vụ bưu điện đã giảm khoảng 80.000 việc làm vào năm 2013. Nhưng cơ quan này dự đoán chính phủ sẽ cắt giảm thêm 314.000 nhân viên nữa vào năm 2022. Nói chung, chính phủ liên bang đã tuyển dụng khoảng 2,7 triệu nhân viên tính cho tới tháng 12 năm 2013. Vào năm 2022, cơ quan BLS dự đoán số này sẽ giảm xuống còn 2,4 triệu nhân viên. Vẫn theo cơ quan BLS, lực lượng công chức liên bang được dự đoán thu hẹp cũng như số bách phân về tổng số việc làm trên toàn quốc sẽ giảm xuống từ mức 1,9% trong năm 2012 tới mức 1,5% vào năm 2022. Chính phủ liên bang là một trong năm lĩnh vực ngành nghề mà cơ quan BLS dự đoán sẽ giảm bớt việc làm. Những lĩnh vực khác bao gồm ngành sản xuất, ngành nông nghiệp, ngành lâm nghiệp, đánh cá và săn bắn, ngành thông tin và ngành tiện ích. Những dự đoán đó cho biết công việc sản xuất hàng hóa sẽ gia tăng khoảng 6,5% vào năm 2022, nhưng ngành này sẽ bị thu hẹp khi số bách phân của tổng số việc làm vào lúc ấy giảm bớt phân nửa điểm bách phân. Ngành dịch vụ được dự đoán sẽ gia tăng khoảng 12,2% trong thời gian đó, khiến cho tổng số việc làm tăng lên 1%.